thường bạn vẽ bằng bút chì gì? Bút chì kim hay là chì gọt nhỉ? Mình thì hay sử dụng chì gọt hơn, nhưng hôm nay mình sẽ dùng một loại chì khác để lăn nét. Mình tìm thấy một cây bút chì với lời quảng cáo là vĩnh cửu, không biết có thật không? Trông không giống bút bình thường mình sử dụng, vì vậy mình sẽ dùng nó để đi nét tranh này. Nét chì cũng khá nhỏ, nhưng màu chì thì không đậm lắm, cỡ này chắc chỉ 2B thôi. Được cái là không cần gọt và nét chì cũng mảnh, khi đè mạnh cũng không sợ gãy ngòi. Sau khi vẽ xong thì mình thấy ngòi bút cũng không vời đi, không có vụn chì nhỏ khá là tiện. Không biết là cây bút này sẽ bị mòn sau bao nhiêu lần viết hay vẽ nhỉ? Giờ thì mình sẽ dán keo để cố định giấy tô màu. Trước khi tô mình sẽ phủ nhẹ một lớp nước lên giấy để cố định nét chì trên giấy. Như vậy chì sẽ không bị lem trong quá trình tô màu, bạn cũng thử xem nha.